Xin chào các bạn, trong sự kiện vừa rồi thì Apple ra mắt Mac Studio, đồng thời họ cũng ra mắt một cái sản phẩm màn hình gọi là Apple Studio Display, mình gọi nhanh là một màn hình Studio nha. Thì đây là một màn hình có kích thước 27 inch, độ phân giải 5K. Đối với mình, đây là một cái sản phẩm mà dành cho những đối tượng khách hàng nó phổ thông hơn chút xíu. Đó, tuy là nó vẫn trang bị những giá trị cao nhưng mà không phải quá cao, quá pro như là Pro XDR có giá lên tới hơn 100 triệu. Nếu như các bạn quan tâm về chiếc màn hình 5K 27 inch này của Apple thì bây giờ mình sẽ liệt kê cho các bạn một số điểm đáng chú ý sau. Đó, như mình đã nói về độ phân giải, nó có tấm nền là 5K và sử dụng cái giảm màu B3 hỗ trợ lên tới 1 tỷ màu và độ sáng là 600 nits. Chúng ta sẽ có cái tùy chọn là kính thường và cả kính phủ lớp nano chống chói. Thì nếu như các bạn mua cái phiên bản nano này á, thì phải thêm 300 đô lần, nói chung là hơi mắc đúng không? Nhưng mà mua một cái chiếc màn hình 1.600 đô rồi thì mình nghĩ rằng là đối với những ai cần cái việc mà chống lóa thì đầu tư thêm 300 đô cũng không đáng là nhiều cả. Thứ hai là bên trong cái chiếc màn hình 27 inch 5K này là con chip A13 Bionic. Ồ, nghe có vẻ khá là bất ngờ khi mà Apple trang bị cả một con chip trong một chiếc màn hình đúng không? Con chip này có tác dụng là điều phối, quản lý cái camera và hệ thống microphone và loa của máy. Camera trước của cái chiếc màn hình này có độ phân giải là 12 megapixel và nó là camera góc siêu rộng để mà hỗ trợ tính năng center stage, đặc biệt là sử dụng trong đàm thoại FaceTime hay là các ứng dụng đàm thoại video call khác. Thì mình nhận thấy rằng Apple đã làm cái điều này trên MacBook Pro rồi và cũng trên iPad rồi, thì bây giờ họ tích hợp lên màn hình cũng không gì là lạ hết. Và chiếc màn hình 27 inch này có đến 6 cái loa, thì cái hệ thống loa này có hỗ trợ Spatial Audio và hỗ trợ chuẩn Dolby Atmos. Và theo như Apple nói là cái chất lượng âm thanh của 6 cái loa trên cái màn hình này rất là tốt. Thì theo như mình nghe cái thông số của Apple nói thôi, là mình hình dung rằng bản thân mình khi mà mua cái màn hình 27 inch 5K này về, nghe cái loa nó đã quá đủ rồi, không cần phải gắn thêm loa ngoài cho cái chiếc máy tính của mình nữa. Đó. Và ba cái microphone của chiếc màn hình này là microphone chuẩn studio, cho nên là chúng ta sẽ có những tình huống đàm thoại, giọng nói chúng ta được trong trẻo hơn, được hay hơn. Đó, nói chung là sử dụng chiếc màn hình cho nhu cầu đàm thoại video, vừa hình ảnh vừa giọng nói, nói chung là rất là tốt, không phải lo nghĩ gì hết. Như là đối với những ai mà cần thu âm chuyên nghiệp chút xíu, thu âm bài hát, bài nhạc thì mình nghĩ những cái microphone này vẫn hỗ trợ rất là tốt cho điều đó. Về cái chân đế thì theo mình nhận thấy là Apple có ba cái tùy chọn cho các bạn. Thứ nhất là một cái chân đế bình thường để mà các bạn ngửa màn hình ra, là ngửa lên tới 30 độ. Thứ hai là một cái chân đế có điều chỉnh được độ cao, giống như là cái Pro Stand của Apple trước đây ra mắt vậy các bạn, vừa ngửa vừa điều chỉnh độ cao luôn. Thì các bạn mua cả cái combo màn hình và cái chân đế này là lên tới 1.999 đô là 2.000 đô các bạn. Và cái thứ ba là tùy chọn ngàm VESA để mà các bạn có thể sử dụng ngàm hoặc là gắn những cái arm khác bên ngoài, thì giá vẫn là 1.599 đô. Phía sau cái màn hình Apple Studio này có 4 cổng USB-C, trong đó có một cổng hỗ trợ Thunderbolt 4 và các bạn có thể xuất màn hình và hỗ trợ sạc nhanh cho MacBook Pro thông qua cái cổng USB-C này. Và khi mua cái màn hình Apple 5K 27 inch này thì chúng ta sẽ có đi kèm thêm một cái sợi cáp USB-C Thunderbolt. Đó, như vậy chỉ vậy thôi. Mình nghĩ rằng đây là một chiếc màn hình mà dường như sẽ dành cho những người dùng mua Mac Studio mới nhất, hoặc là những người dùng mà mua Mac Mini, những máy tính để bàn, sử dụng một cái chiếc màn hình phổ thông này của Apple. Dùng từ phổ thông, nhưng phổ thông trong phân khúc của Apple thôi các bạn, nhưng chứ những cái giá trị và những cái spec mà nó mang lại đối với mình, đây là một vẫn là một chiếc màn hình rất là cao cấp. Ngay cả bản thân mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ đủ khả năng để mua nó, biết đâu trong tương lai đâu. Nhưng mà hiện tại đối với mình là quá là pro đi. Nhưng mà tóm lại suy cho cùng, những người dùng sử dụng máy bàn như là Mac Mini hay là Mac Studio, họ không cần một chiếc màn hình quá là pro, quá là cao cấp như là Pro XDR, thì cái chiếc màn hình Apple Studio Display này sẽ là một lựa chọn rất tốt. Và với cái mức giá là 1.600 đô thì mình nghĩ rằng là không quá lớn để những người tầng lớp khách hàng này đầu tư. Thì đó là những điều các bạn cần biết về chiếc màn hình Apple Studio Display. Và hy vọng rằng quay video này các bạn sẽ có thêm thông tin. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình nói nhé. Bye bye.